Tập hợp lại đi. Ừ, chào khán giả kìa. Chào bạn. Tối ngày hôm qua tình cờ mình đọc comment thấy các bạn vô yêu cầu là team anh hay làm một cuộc thi trang trí ấp lưng điện thoại đi. Ủa, sao có trường hợp một ý tưởng mà mấy chục người bình luận? Theo như anh nghĩ á, đây có lẽ là một nhóm fan của Tony, họ gom lại nhau thống nhất một cái ý kiến rồi comment lên để yêu cầu team mình làm đó. Thì giờ ngày hôm nay mấy đứa cưng có đem theo điện thoại trong người không? Có. Hay lẹ chưa, nói tiếng móc điện thoại ra liền à. Đúng là thời đại của công nghệ 4.0 nha. Ý, điện thoại mới nè, chị mới đổi hả? Chị mua bao nhiêu chị Dương? Có 8 triệu mấy hả? Không, cho tao mua điện thoại ơi. Các bạn nhìn nè, điện thoại mình có một camera hả? Mà điện thoại du hành tới 4-5 cái nè. Điện thoại mày mua bao nhiêu? Mày đếm thử camera đi. 1, 2, 3, 4, thêm cái đèn led nữa, 5 triệu. Điện thoại mình 4 lỗ nên là 4 triệu. Để coi điện thoại anh Ngáo coi. Trời, điện thoại anh Ngáo còn nhiều lỗ hơn điện thoại mình nữa. Anh Ngáo mua bao nhiêu tiền vậy? Đếm đi cưng. 1, 2, 3, 4, cái đèn led nữa là 5, 2 triệu rưỡi. Cái này mình mua tiệm cầm đồ. Thôi anh không quan tâm cưng mua điện thoại ở đâu đâu. Nói chung là mấy đứa có ốp lưng hết không? Dạ có. Đúng rồi. Thì hiện tại trên tay của mình có 9 lá bài. Giờ mình sẽ xào lên nha, cho nó lộn xộn lên các bạn nhìn nè. Đấy, để em thôi các bạn nói mình sắp đặt này kia nữa. Clip gì các bạn cũng vô phàn nàn nữa đó. Những bạn nào rút thăm chung một con số thì sẽ là đồng đội của nhau nha. Đây. Bốc thăm trước một cái nè. Em bốc lá này nè. Rồi, em bốc lá này nè. Với em nè. Chủ thăm. Đây em cho. Đây. Em bốc lá này. Rồi. Lá này đi. Em bốc lá này nè. Rồi. Chị Thảo, cuối cùng là Tiểu Hồn. Rồi, tìm đồng đội của mình đây. Đúng rồi, trong team này sẽ có một nhóm 3 thành viên. Đó là số 6 đây. Rồi. Em số 5. Số 5. Mình giá tiền. Số mấy đó? Số 4. Số 4. Số 3. Rồi. Anh Vinh nói với tụi mình á là sử dụng vật liệu tự do. Để cho độc đáo hơn, tụi mình sẽ làm ốp lưng bằng gạo. Múc cỡ chén gạo được rồi chị Thảo ơi. Để xuống nè. Nguyên liệu để làm một cái ốp lưng là gồm có gạo, keo sữa, màu acrylic. Nếu chị Thảo đã đóng góp ý tưởng thì em sẽ cống hiến ốp lưng của mình để thử nghiệm. Bước 1 làm gì chị Thảo? Bọn mình sẽ làm cái viền trước rồi sau đó đổ gạo vô trong cho đừng bị chèn ra nha. Xong cái viền rồi, tiếp theo là mình sẽ đổ gạo vô bên trong nha. Sau khi trải đều gạo ra rồi, bây giờ mình sẽ nhỏ keo dán sắt ra nha. Ừ, con coi kiếm tấm hình nào dễ đi Dương. Em đang kiếm nè. Con này dễ thương mà khó quá à. Con chipper này bự quá. Ê, con này được nè chị Thảo. Ừ, con này dễ hơn nè. Để chị mang gấp lưng ra ngoài phơi cái đã. Ý, cái mẫu đẹp quá nè. Ôi, thương quá à. Tiên ơi, chị mua vật liệu về nè. Cưng đang làm gì vậy? Em coi có mẫu trang trí gấp lưng rồi đẹp không? Thôi khỏi đi, chị có ý tưởng rồi. Mình phải sáng tạo chứ em. Dạ. Chị mua quá trời kinh tiếng luôn á. Tiên có ốp lưng đây chị trang trí lẹ nè. Trời ơi ốp lưng ta đẹp gì nè, trang trí làm gì nữa. Đẹp chị ớn luôn á, chút xíu chị đặn xong còn đẹp hơn cái ốp lưng của cưng nữa. Thì chị làm ốp lưng của chị đi. Ừ. Chị làm cái tưởng gì chị Phương? Lâu rồi chị không được đi tắm biển. Chị nhớ biển quá à. Cho nên chị sẽ làm về đại dương. Dạ tưởng nó cũng hay đó, hai chị mình làm đi. Bước đầu tiên mình sẽ chế keo sữa lên. Tiếp theo mình sẽ đính mấy cái vỏ sò. Rồi làm đi Tiên. Dạ. Nó không phải nổ chứ. Em là khéo tay nhất cái tim này chị Phương. Wow. À, khéo, lo làm kìa. Dạ. Đính sò vô đi Tiên. Dạ. Rồi đính vô. Chị đính tiếp cho. Rồi dạ. Xong. Ở đại dương á, ngoài sò ra còn sao biển nữa. Em gấp để qua nè, nặng keo chị Phương ơi. Ờ. Rồi đó. Rồi để vô. Xong. Rồi biết ngôi sao cuối cùng nè. Bước cuối cùng là gãi kim tuyến lên nha. Tiên chuẩn bị kim tuyến đi. Dạ. Á Tiên múc kim tuyến đổ vô đi cưng. Dạ. Xong rồi, khoảng 15-20 phút nữa keo nó khô các bạn sẽ thấy tác phẩm.
15 minutes later. Đã làm xong úp lưng phiên bản Ocean. Ocean là gì chị Phương? Ocean là tiếng Anh, còn tiếng Việt là đại dương đó. Đánh vô thợ chị Phương ơi. Ok. Ở dưới đây nè. Lấp la lấp lánh, quá đỉnh cao luôn. Sao úp lưng của chị á đẹp hơn úp lưng của con heo của con chưa? Úp lưng khô rồi nè. Hết nghe một keo luôn rồi. Tiếp theo bọn mình sẽ lấy mặt Aerolite để dễ lên nha. Chị Thảo, quá trình này dễ lâu dữ lắm, nên chị đặt 2 lát cho em đi. Ok. Rồi ra vô. Sau khi vẽ xong, bọn mình sẽ xịt lên lớp sơn trong suốt cái bảo vệ màu sắc góp lưng. Rồi đó. Rồi đi rồi Thảo ơi. Ốp lưng của tụi mình đã hoàn thành rồi. Tuy nó hơi cầu kỳ nhưng mà nó đẹp. Để mấy điện thoại gắn thử. Rồi gắn vô. Để chị hả? Đúng rồi. Các bạn thấy có đẹp không? Nếu đẹp thì hãy cho bọn mình một like nha. Các bạn thấy cái ốp lưng của mình không? Giờ cũ xì rồi, xấu quắc ha. Giờ mình sẽ giục nó luôn. Mình đã chuẩn bị một cái ốp lưng mới. Nó chất lượng hơn, tốt hơn nhưng mà nó không có đẹp. Nguyên liệu lần này tụi mình dùng để trang trí ốp lưng đó chính là sơn móng tay. Rồi mình vẽ cái gì lên ốp lưng anh Ngáo? Thôi, vẽ hoa đi. Con trai thì mày vẽ con rồng, con rắn nhìn cho nó ngầu. Mày vẽ bông hoa làm cái gì? Vậy là mày chưa thấy mấy đại ca giang hồ xăm bông hồng rồi. Thích bông thì vẽ bông, có nhiêu đó cũng lộn xộn nữa. Đầu tiên là lấy mấy chai sơn lắc cho mà nó đều. Không mấy mình đập lên tay cũng được nữa. Màu đi hết chưa để vẽ nè. Đều rồi. Đụng màu nào đây ta? Màu vàng đi ha. Màu đỏ nữa nè. Màu không mà vẽ mấy cái lá giùm tao coi. Vẽ từ từ với Ngọc, mấy cái đó khó lắm đó. Em biết rồi. Ủa mày làm gì không? Sợ mấy cái móng một cái. Em muốn sơn phải không? Hên cho ngủ đem về nhà mà sơn. Còn bây giờ tập trung làm đi. Nhớ nha. Ừ. Hay. Làm cái này mới biết. Suy nghĩ thì cái gì cũng dễ, mà tới hồi làm mới thấy nó khó. Để anh chấm thêm mấy cái màu đỏ nữa. Ừ anh chấm đi. Hồi nãy em có mua được mấy cái bông này nè, hay là mình dán vô đi cho nó đẹp. Ừ, để tao dán keo lên rồi mày đính vô nha. Ừ. Rồi đính vô đi Hùng. Ồ, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn xuống rồi. Anh xuống anh nhéo. Rồi, để anh dán keo xuống đây coi. Vô Hùng. Ồ, sao quá đẹp luôn. Vậy là bọn mình đã hoàn thành trang trí ốp lưng bằng chất liệu sơn móng tay. Bây giờ chỉ còn ngồi đây chờ anh Vinh về chấm điểm nữa là xong. Ốp lưng mới mua 70.000 lấy ra làm clip luôn nè bạn. Cái ý tưởng trang trí ốp lưng điện thoại nè cần có một cái vít xó với một cái miếng cước từ nồi của bà nội mình là đủ. Rồi mày tách thằng màu đen với màu cam ra đi. Ừ. Đây là cái vỏ màu đen, còn đây là cái ruột màu cam của miếng cước từ nồi mình đã tách ra được. Còn sao đợi? Mình chỉ dùng cái miếng màu cam này thôi, còn cái miếng màu đen này á không xài. Không xài thì dục. Thanh, mày lấy cái miếng màu cam này mày cắt ra làm hình tròn cho tao đi. Ok. Xong. Xong hai miếng hình tròn rồi nè, rồi làm gì nữa đây? Tròn rồi đó, tiếp theo là dán keo sữa. Rồi ngay đây nè Vũ Hành. Ừ. Tao để tao nặng keo sữa xuống cho. Đây nè. Nhìn lên đi. Rồi. Dán lên. Xếp xuống miếng. Ừ. Rồi chỉnh đi. Hợp lý. Tí đây. Nghe đây nè nghe. Ừ. Rồi. Được chưa? Anh xuống đi. Dán nè. Ủa mà rốt cuộc ý tưởng của mày là gì vậy đại? Tới bây giờ tao vẫn chưa hiểu luôn đó. Bí mật không được bật mí. Các bạn muốn biết thì xem tiếp nha. Thôi làm tiếp đi. Ốp lưng của mình á là phải có nhiều hoa văn phức tạp. Hoa văn con lãi thật là đỉnh cao. Xong rồi đó. Thanh, mày khéo tay, mày vẽ cái mặt cười lên hai cục cam này cho tao đi. Ừ. Mấy cục mút này nó mềm, khó vẽ lên quá các bạn ơi.
Bây giờ mình đã hiểu tại sao Vũ Hanh nó lại nhiều fan hơn mình rồi. Các bạn thấy đẹp chưa? Ủa, mày đang làm gì đây? Đang cuộc mấy cái đồng tiền lại nè, để hồi nữa làm móc khóa cho ấp lưng điện thoại. Hay quá đây ơi, lần này đội mình hạng nhất nữa rồi. Buộc vô ấp lưng đi cha nội, làm gì cười dữ hả? Đội nào hoàn thành xong sớm thì giờ nạp trước. Em nè. Đi mua nước cũng phải có trình tự, người trước người sau, thì giờ nạp sản phẩm cũng vậy. Đây là ấp lưng phiên bản Ocean của em nè anh Vinh. Phiên bản đại dương hả? Có sò, ôi không ổn rồi các bạn ơi. Cái ấp lưng này mặc dù có sáng tạo thiệt nhưng mà nó không có thực tế. Các bạn nhìn nè, mấy cái vỏ sò nãy đây mình cầm trên tay nó cộm ra đâm đau quá. Nó cộm á bạn. Tiếp theo á, nếu mà nhìn từ trên xuống á thì những cái vỏ sò nó bị lòi ra hai bên mép điện thoại nè, các bạn nhìn thấy không? Kim tuyến á thì bị lem. Cái này anh chấm 7 điểm thôi nha. 7 điểm. Và phần thưởng mình quy định như sau các bạn ạ. 6 điểm là được 100.000, 7 điểm là được 200.000, 8 điểm là 300.000, 9 điểm 400.000 và 10 điểm là 1 triệu nha. Đây 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 đây. 7 điểm cầm 200.000, 200.000. Rồi. Đây là ốp lưng làm bằng gạo. Ốp lưng. Wow. Từ một cái ốp lưng trong suốt, nó cũ tới nỗi mà nó vàng khè luôn nè các bạn. Mà sau khi qua tay của chị Thảo và Tiểu Dương, nó trở thành một cái ốp lưng đầy độc đáo như thế này. Ủa cái con ở giữa này con gì ạ? Con mèo. Con mèo cầm hoa hướng dương đó các bạn. Bầu trời có mây luôn nè. Ở phía dưới này là cây cỏ. Đẹp. Để coi độ thăng bằng của nó giữ có tốt không. Tốt nha các bạn, rất là tốt nha. 9 điểm. Cam ơi. Đây. Đây 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 đây, cam. Dạ cảm ơn anh Vinh. Cảm ơn anh Vinh. Lý do 9 điểm là bởi vì gạo các bạn ấy trải á, nó không có đều á bạn, chứ nếu đều là cho 10 điểm rồi. Đây là cái ốp lưng bằng chất liệu sơn móng tay. Làm bằng sơn móng tay. À, mấy cái hũ sơn móng tay đúng không? Dạ. Cái này là cây gì trời? Dạ cây hoa. Rồi rồi rồi, cũng có sáng tạo. Sáng tạo ở chỗ á, những cái chi tiết chính á, bạn ấy dùng sơn móng tay để vẽ lên. Còn những chi tiết phụ á, các bạn sử dụng vật cái này gọi là cái gì ta, kim tuyến hoa đó các bạn. Các bạn đính lên, nó cộm cộm lên nè, vuốt rất là đã ngón tay nha. Thì cái này 8 điểm. Yeah. 8 điểm. 8 điểm đây. Là được rồi. 8 điểm hồi nãy nói mấy trăm ngàn ta? 300 ngàn đúng không? Dạ. Đi. Nè, dạ em cảm ơn anh Vinh. Ủa sao còn có mình mấy Ngọc? Anh Ngáo chế Hồng đâu? Hồi nãy trời mưa đó, hai ảnh dọn đồ vô không kịp, ướt mình về hai đồ rồi. Tớp lưng hồi nãy cành. Đây đây đây, đồng tiền luôn nè anh Vinh ơi. Anh cho Ngáo với Tiểu Hồng luôn nè. Anh Ngọc ơi, cầm luôn đi cưng ơi. Nữa rồi gặp hai bạn đó đưa lại nha. Dạ. Quên, hồi nãy trời mới mưa các bạn, hai bạn đó bị ướt mình đi về nhà thay đồ hay gì rồi. Cầm cái nữa nè. Dạ. Còn này. Rồi, ốp đây nè anh Vinh. Có che hình đồng tiền luôn nè anh Vinh ơi. Ốp lưng icon hả? Quá đẹp luôn anh Vinh chứ còn nữa. Icon này nhìn như là lấy trên icon Zalo đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Làm từ miếng cước đó. Miếng cước chùi nồi ha. Nó không thực tế rồi. Bạn nhìn thấy không? Ủa còn cái này là gì đây? Những cái trắng trắng này là gì đây? Con lãi. Nó không có giữ thăng bằng tốt, trừ một điểm. Cái thứ hai á, có cái ốp lưng nào mà tự nhiên nó cộm lên như vậy không trời? Cầm á khó chịu lắm, cầm khó chịu dữ dằn luôn. Tiếp theo là cái đồng tiền. Đây, độc đáo ở chỗ là dùng cái đồng tiền buộc vào sợi chỉ đỏ để làm cái móc khóa. Rất hay, rất hay. Nhưng mà đội này mình chỉ chấm cho 6 điểm thôi bởi vì ý tưởng này nó tệ quá. Cầm đây. 6 điểm là mấy trăm ngàn. 6 điểm là 100 ngàn. 6 điểm là 100 ngàn. Cầm đây. Cảm ơn Vinh. Cảm ơn Vinh. 100 ngàn. Được rồi. Rồi, thì cuối cùng cả team mình đã thực hiện xong cái ý tưởng cuộc thi trang trí ốp lưng điện thoại mà các bạn đã cho ra rồi. Thì tiếp theo các bạn hãy cho bọn mình thêm những ý tưởng mới nó độc đáo hơn nha. Bọn mình thấy hay thì sẽ làm theo thôi. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye. Ba. Trời 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 trời. Cái trò chơi đôi vật đây ai nặng hơn có lợi thế nha các bạn. Nhưng mà A Đại văn trước, A Đại thua nha. Vũ Thanh thắng. A Đại thôi, tại vì A Đại đó nó biếu Vũ Thanh rớt theo rồi. Hai